Ok, đầu tiên là cô sẽ cho cái hình vào đá nha các bạn. Cái hình vào đá. Rồi sau đấy thì các bạn lưu ý nè. Các bạn muốn di chuột, đưa con trỏ lên cái hình thì các bạn phải tác động được lên con trỏ đó. Các bạn phải tác động được lên con trỏ đó nhé. Thì bây giờ tôi phải lấy được con trỏ, tác động lên cái hình chứ, tôi phải lấy được cái hình. Vậy lấy hình có nhiều cách thì cô vẫn nói các bạn là dùng cái Query Selector, IMG. Đấy. Các bạn có hai thẻ Query Selector. Đó là Query Selector và Query Selector All. Có nghĩa là cái thẻ IMG này có thể có nhiều thẻ. Có nhiều thẻ. Thì nếu như mà Query Selector thì nó chỉ lấy thẻ đầu tiên thôi, một thẻ duy nhất. Còn nếu như mà các bạn để xe Query Selector All thì nó sẽ trả về mảng nhé các bạn. Tức là có bao nhiêu cái thẻ IMG nó sẽ lấy hết và nó trả về mảng. Ok chưa ạ? Rồi. Rồi các bạn tiếp nha. Vậy là cô đã tác động được lên cái thẻ IMG rồi. Bây giờ tiếp tục cô thêm cái sự kiện vào cho nó. Thì cô có thể dùng cái Add Event Listener. Đấy. Add Event Listener. Đăng ơi, không cần gõ nữa đâu. Các bạn, cô nhắc lại các bạn có nhiều cách để xử lý ha. Quan trọng là các bạn hiểu vấn đề thôi, chứ cách nào cũng đúng. Các bạn add sự kiện là mouse over. Có nghĩa là nó vẫn là on mouse over nhưng mà nó bỏ cái chữ on đi. Rồi sau đấy các bạn kết hợp với một cái function, một cái hàm để xử lý. Đó. Rồi. Vậy bây giờ tôi xử lý bây giờ khi over lên thì tôi xử lý cái gì bây giờ? Cô enter cái function này xuống nha. Rồi, bây giờ tôi xử lý cái gì? À. Khi tôi over lên thì tôi sẽ đổi cái đường dẫn hình này đi. Vậy cô lấy chính nó, cô lấy đít chấm chính nó chấm cô lấy chấm src chính nó chính là cái document chấm query selector các bạn nhé. Đó, đít chấm bằng các bạn gán nó bằng là thay cái đường dẫn này thôi các bạn nhé. Thay cái đường dẫn này thôi. Đấy. Và cái này các bạn không phải off mà sẽ là để là on. Ok. Rồi các bạn chạy thử nè. Đó, thấy chưa? Rồi đưa con trỏ ra thì nó phải quay về đâu thì các bạn chỉ cần copy thôi. Đưa con trỏ ra quay về, quay ngược lại cái hình cũ thì chỉ cần copy thay cái off này bằng cái on là được. Và thay sự kiện này over bằng sự kiện là out, mouse out là xong. Thấy chưa? Rất đơn giản. Ok chưa? Đó. Rồi, cô sang một cái demo thứ hai giống cái này là các bạn có hai nút, một nút on và một nút off. Đúng không ạ? Cũng tương tự không khác một cái gì. Không khác một cái gì vẫn làm hai cái hàm như thế. Được không ạ? À, vậy ở dưới này các bạn để cho cô thẻ BR cho nó xuống dòng các bạn để một cái button để là bật on và một button các bạn bật off nhé. Đấy, đơn giản thôi. Đó. Khi click on thì nó sẽ sáng, off thì nó tối sáng, tối sáng, tối. Bản chất là đổi cái đường dẫn của cái này thôi, của IMG thôi. Đổi cái SRC của IMG thôi chứ không có gì cả. Rồi, cô comment cái anh này lại nhé các bạn. Comment anh này lại. Đấy. Ok, chưa có gì nha. Rồi, bây giờ cô viết một hai cái hàm. Cái hàm này nè. Bắt đầu từ function này nè, cô copy ra nhé các bạn. Cái function này cô copy ra, các bạn thấy nó giống nhau nhá. Chỉ có điều nó khác cái nạp cái sự kiện thôi. Đó. Tôi mở comment cái này ra. Đó, bây giờ cái function phải có tên. Độc lập như thế này phải có tên. Vậy cho cô là turn on. Turn, cái này là turn turn on. Turn on. Rồi, một cái function là turn off. Thế thôi các bạn, off. Turn on, turn off.
và thay cái này bằng of là được thôi. Đấy, bản chất giống nhau, bản chất giống nhau, chỉ có điều cái hàm này cô kết nạp kết hợp với cái sự kiện ở đây, ở ngay tại cái hàm add event list null, add event list null thôi. Bây giờ cô không muốn add kiểu đấy thì cô có thể gì đó gắn vào sự kiện đấy, on click đây luôn, on click vào đây, gọi cái tớ non vào đấy, tớ non vào đấy, còn ở dưới các bạn turn off on click, à turn off thôi, quá dễ đó, control net rồi chạy thôi, on rồi lỗi. À cái đít nó chưa biết, xin lỗi các bạn, cái đít này nó không biết, các bạn phải lấy được thẻ img, phải lấy thẻ img là cái này các bạn nhá. Đây control c thay này bằng cái này, thay này bằng cái này thôi, lại nè on off on off on off on off on off on và gì rồi đấy. Các bạn có hai cách, vì hai cách này bản chất nó giống nhau, à đều các bạn đều phải thay cái đường dẫn của cái image này, cái hình này. Mà muốn thay đường dẫn của hình thì bắt buộc tôi phải tác động lên được cái hình. Vậy tôi muốn lấy được cái hình thì tôi dùng nhiều cách để lấy, và có một cách là dùng cái document query selector hết. Đó. Rồi, gắn sự kiện thì sự kiện các bạn có đưa di chuột thì on mouse over. À, sự kiện mà click thì là on click, thế thôi, sự kiện click thôi. Đơn giản vậy thôi nhé. Rồi. Vậy chỗ này ổn chưa ạ? Các bạn hiểu không ạ? Coi cô giảng lại cái phần đít rồi cô. Cái đít hả? Cái đối tượng. Cái đít hả? Dạ đúng rồi. Ờ cái đít nha. Đây. Cái này có phải là một object không các bạn? Có phải một đối tượng không? Thì cô cái function này đang viết ở trong cái hàm của thuộc đối tượng này đúng không? Đúng chưa? Thì cái div nó chính là đối tượng này luôn. Cái div chính là đối tượng này, hiểu không? Div là chính nó. Ý là miễn là nó ở trong cái đối tượng đó thì mình gọi div như bình thường đúng không cô? Đúng rồi, ví dụ nha. Tôi đang ở đây đúng không? Tôi đang ở đây đúng không? Tôi gõ alert bật ra, on click đi ha, tôi on click một cái hình hoặc over một cái hình đi ha, on mouse over đi để tôi tác động một sự kiện luôn, over rồi tôi bật ra cái đường dẫn của cái hình img này thì tôi alert alert rồi nháy tròn rồi dit chấm struct. Dit là ai? Dit là chính cái hình này, tại vì tôi đang ở trong cái hình này mà. Dit chính là hình này, chấm struct chính là cái src, chính là cái thuộc tính cái này. Ra đúng đường dẫn chưa? Hiểu chưa? Tôi đang ở trong đối tượng thì dit chính là đối tượng đó. Ok không? Ok chưa em? Alright. Dạ rồi cô ơi. Ừ. Đấy, rồi. Thì thế thôi. Bây giờ các bạn muốn sáng, muốn đen, mấy bóng cũng chả được. Đúng không? Vậy quay lại cái bài toán của bạn, bạn gì á? Ba hình. Đúng không? Rồi. Các bạn lưu ý nhé, không, trong cái bài toán này không có cần lặp, không cần gì cả. Cô lưu ý các bạn nè, cái bài toán lặp là bài toán mà các bạn hạn chế phải dùng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu không dùng được lặp thì tốt nhất là không dùng. Không cần dùng lặp thì tốt nhất là không dùng. Bất đắc dĩ mình phải dùng lặp thôi. Ok không ạ? Bởi vì là cái vòng lặp là nó sẽ cứ lặp đi lặp lại. Nếu như cái số lượng nó ít thì không sao, số lượng nó nhiều thì cái vòng lặp đấy cực kỳ nguy hiểm. Nó sẽ làm dữ liệu các bạn nó phải bị, tức là nó quét, nó không dừng á, tức là nó chậm thời gian để các bạn load trang á. Nhất là với sản phẩm. Nhất là với sản phẩm. Thì với cái bài toán này thì dễ thôi các bạn nhé.
các bạn làm đơn giản. Bây giờ almost over thì tôi sẽ thay cái hình thôi. À, thay cái hình thôi. Tôi thay với alert. Tôi sẽ để là đít chấm src gán bằng. Tôi lấy cái đường dẫn này vào. À, tôi đưa img vào đây thôi. Cái này cô để sẽ là button on. Rồi, tiếp tục. On mouse out. Cô sẽ để button off. Và cái này không phải là over mà là out. Thế thôi, copy lại. Copy cái mớ này ra. Ok. Ủa, Ctrl Z. Vậy là cô phải copy cả hai đồng chí chứ. Ctrl C. V. Ủa, xong ra copy được cái ta. Ồ, nó đều thế. Rồi. Ctrl V. Ctrl V, S. Rồi. Đó, muốn làm bao nhiêu làm. Đấy nhá. Không liên quan gì đến vòng lặp nhé các bạn. Cái này chưa dùng gì tới vòng lặp cả nhé. Nhưng mà cô nhắc lại các bạn là khi các bạn lập trình các bạn hạn chế vòng lặp cho cô. Rồi, ok chưa ạ? Chỗ này ổn chưa ạ? Sao cô làm dễ thế mà sáng em học khó? Thì on à sáng hỏi là on mouse over là một cái sự kiện. Sự kiện gì con trỏ lên đầu một đối tượng nào đó thì gọi là on mouse over. Di con chuột lên, đưa con chuột ra ngoài thì on mouse out. Đưa con chuột vào over, đưa con chuột ra out, đưa con chuột vào over out, over out, over out, over out. Ok. Đúng rồi, giống hover đấy em, chính xác, giống hover. Ok. Không, bạn hỏi từng cái đấy, Tường ạ, à, bạn hỏi hover làm từng cái một. Còn làm nhiều cái thì có gì đâu. Làm nhiều cái thì nhấn click chuột thì trỏ tới mấy cái này, thực ra hoặc là viết một cái hàm. Viết một cái hàm lấy bắt cả ba anh này và cho anh đổi cả ba anh, thế là xong. Bắt cả ba anh thì là nó sẽ trả về mảng đấy. Mảng thì là các bạn dùng vòng lặp đấy. Sáng cả ba bạn thì các bạn là phải lấy cả ba anh này. Lấy cả ba anh này thì nó sẽ trả về mảng. Ok không? Đấy, nó trả về mảng. Trả về mảng thì chắc chắn là các bạn dùng vòng lặp rồi. Ok. Được chưa? Rồi. Đúng rồi. Sáng nói nếu mà một cái thì cho chung công tắc. Ok. Gắn chung ID không, gắn chung class á, chứ đừng để ID, ID không có trùng được nha sáng. ID trùng là trật ạ. Nó có thể nó không báo lỗi nhưng mà nó không đúng quy tắc về ID, là mỗi cái một ID, ID nó không trùng. Ok rồi, còn ai hỏi câu hỏi gì nữa không nè? Các bạn không cần nhớ hết, cần tới đâu em tra tới đó. Thực ra các bạn phải lưu ý cho cô nè, về cái não bộ, cái cơ chế hoạt động của não bộ á, là các bạn có cơ chế quên. Cơ chế quên nhé, chứ không phải là cơ chế nhớ. Cơ chế của nó là cơ chế quên. Em lên lớp em ngồi lớp của cô dạy hay cỡ nào, cô nói cỡ nào em nhớ được có 30% mà. Bạn nào nhớ được 70% là bạn vừa làm, vừa học vừa làm đấy. Mà bạn ngồi nghe không là bạn nhớ 30% thôi. Không thể nhớ được, chắc chắn luôn. Ra khỏi cửa gặp cô nào xinh xinh lại lại quên luôn thêm 10% nữa. Ra khỏi nhà xe nữa, chạy được một đoạn là quên hết luôn. Đúng không? Thì cái cơ chế bộ não là cơ chế quên chứ không phải là cơ chế nhớ. Thì cái chuyện các bạn quên là bình thường.
Rồi các bạn muốn nhớ thì sao? Muốn nhớ chỉ có một cách các bạn làm nhiều. Các bạn có những cái người siêu trí nhớ, siêu trí tuệ, siêu siêu trí nhớ đó, nhớ nhớ kinh khủng đó. Thì thứ nhất là họ có khả năng là một phần thôi, còn hai là phải luyện đó em. Họ luyện cách để nhớ, nhớ đặc điểm, nhớ các thứ. Ví dụ tôi nhìn một đồ vật thì tôi không thể nhớ được cả đồ vật, tôi nhớ một cái đặc điểm gì đó. Đấy. Nhưng mà mình học, mình làm việc các bạn, nhất là làm học tập rồi các bạn lập trình các thứ thì các bạn làm nhiều mới nhớ được, không thể nào nhớ được, phải làm thật nhiều mới nhớ được nhá. Làm nhiều tự nhiên là nhớ và nhớ không bao giờ quên. Cô có những cái code mà cô nhớ không bao giờ quên luôn, cô nhớ hoài, cứ bật ra là nhớ, bật ra là nhớ kiểu thế đấy. Thì bởi vì làm quá nhiều đó, nó in rồi, in vào đầu rồi. Rồi bây giờ là lỡ quên thì sao? Không sao cả, vào tra thôi, lên W3 School mở CSS ra coi. À cái làm gradient sao nhỉ, rồi mở chữ gradient hay làm cái vòng bóng lên lướt lướt coi đó. Đầu tiên chưa biết tiếng Anh thì sợ tiếng Việt, chưa biết tiếng Anh thì sợ tiếng Việt trước. À xem cái từ khóa đấy nó là cái gì. Khi nãy một bạn hỏi là các bạn có cần học tiếng Anh không thì có. À, tiếng Anh cũng có cơ chế từ nhớ với kiểu vậy đó. Tức là các bạn làm một cái thuật ngữ nào đấy, các bạn làm nhiều, các bạn quen tự nhiên các bạn cũng nhớ à. Đấy, chứ học thuộc. Các bạn mà học tiếng Anh mà không vận dụng á, vài bữa bạn quên. Các bạn mà học tiếng Anh theo kiểu là mai đi thi mà giờ mới học ấy, cô gặp mà mấy bạn mà ngồi mắc cười lắm. Học giờ cô mà cầm quyển tập học, ôn tập tiếng Anh, cô nói ông ôn làm gì, đằng nào chả rớt. Mấy đứa nó cô sao á, cô có trù bọn em này, cái đó có trù đâu, đằng nào chả rớt. Tại vì mãi thi mà hôm nay học thì coi như thua. Tiếng Anh nó là cả quá trình đấy, tiếng Anh nó không có logic, tiếng Anh nó là một là nhớ, hai là quên, mà làm sao nhớ được đấy, từ vựng làm sao mà nhớ được, một là nhớ hai là quên, hiểu không ạ? Rồi cho nên bạn hỏi cô cái câu là quên thì sao, không sao hết nhá. Tra mở rồi. À đấy, bên F8 chỉ chi tiết cũng được nha. Rồi hoàn thành chỉ này, F8 nó cũng chỉ tiết ở từ A đến Z, ok. À, đi thi ai tra hả? Có chứ, thì các bạn mà lập trình thì chắc các bạn mở thoải mái mà, đề mở mà, đâu phải đề đóng đâu. Nhưng mà quan điểm của cô là nên làm nhiều. Đấy. Position trật lất ông ơi. Đó, các bạn quan điểm của cô là các bạn nên làm nhiều để nhớ, chứ cũng đừng có để đến lúc mà không biết làm. Thực ra tra các bạn phải có phương pháp các bạn mới tra được. À, các bạn nhớ được những kiến thức cơ bản thôi. Đúng rồi, Hoàng Giang nói chuẩn nhá. CSS thì rất nhiều thuộc tính không nhớ được, cô cũng không nhớ hết được các bạn nhé, cô nhớ một số cái cơ bản thôi. À, nhưng mà các bạn biết cái phương pháp, biết cách làm thì các bạn tra được, search được. Thì cho nên là các bạn mới có kỹ năng search đó. Search dựa trên kiến thức của các bạn sẵn có, còn không có kiến thức gì thì không search được đâu. Ok. Rồi, ok, tìm mấy game CSS, ok, nhiều ý tưởng rất hay nhá. À, vẫn quên như thường, đúng rồi, chính xác, ok. Đấy, tuyệt vời. Đấy, lớp mình rất hay nhá, các bạn đấy, học như vậy mới gọi là học. Học theo kiểu chia sẻ nhá. Đấy. À, một bạn hỏi thôi, nhiều bạn sẽ chia sẻ lại những cái kinh nghiệm, những cái tip của các bạn. Rất thú vị. Ok, tuyệt vời. Rất, cô rất thích. Rồi, mình quay lại. Lại quay lại bài ha. Cái này là logic nè. Rồi ok. Cô sẽ lấy hết cả ba anh này thôi. Mà ba anh này thì các bạn phải có ba cái img, lấy hết thì phải query select the all nha. Cái này cô nói rồi. img. Rồi không thể gán sờ cờ ở đây được. Ok. Cô enter xuống dòng cô comment nó lại nha. Và đây các bạn đặt cho nó một biến là va array gán bằng, và đảm bảo rằng các bạn yên tâm này, là cái này nó trả về mảng, trả về mảng. Các bạn có thể dùng for, for x, for gì cũng được, tóm lại là dùng vòng lặp. Sau đấy các bạn đổi cái selector của nó là xong, source của nó là xong. Rồi bây giờ dùng for x chơi chơi cho vui nha. For x
Đó, array đổi lại cái tên array. Element là từng phần tử của nó nha các bạn để cái gì cũng được. Cái này hôm qua cô giảng các bạn nó là array function. Bản chất nó là có dấu mốc tròn ở đây nè. Nhưng mà bởi vì có một cái đối số thôi cho nên nó để không bỏ dấu mốc tròn được. Và element là đối số, các bạn tham số hình thức cho nên các bạn đặt cái gì cũng được. Cô đặt item cũng được, đặt element, đặt cái gì đó là việc của các bạn, không quan tâm. Rồi bây giờ cô mới lấy item chấm circle, cô mới lấy anh này nha các bạn nhé. Đấy, nhìn cũng ngắn gọn lắm chứ nó không có phức tạp. Ok, bây giờ các bạn lấy item chấm thôi. Rồi chạy thử nha. Tơ non. Quá dễ. Bây giờ tơ nọt thì copy xuống thôi. Hoặc là các bạn để cái van này ra ngoài cùng. Hoặc các bạn để ra ngoài cùng nhé. Muốn dùng chung thì để ra ngoài cùng được luôn. Để ra ngoài các function được luôn. Đấy, nếu các bạn muốn tái sử dụng nó. Rồi copy đồng chí này vào. Vào đây thôi. Dễ hơn ăn phở đúng không? Cái này thay vì on thì để off. Đó. Rồi chạy lại. On, off, on, off, on, off. On, off. Ok. Rồi nốt nốt cô demo vậy ha. Rồi ok. Vậy là xong được cái phần cái đây nhá. Các bạn đừng hỏi tại sao cô code nhanh mà em code không được nha, bình thường nha. Tại vì cô code nhiều thôi. Đây. Các bạn xem cái bài toán này thì mỗi cái sản phẩm này nó là một đối tượng nhá, một cái object đối tượng. Trong đó nó sẽ có các đặc điểm như sau. Ví dụ như là nó sẽ có hình này, có tên sản phẩm này, có giá sản phẩm này, thậm chí nó có một cái mã sản phẩm nhưng mà không show cái mã ra đây. Đấy, cái discount hay gì đó thì có thể để riêng, tức là không phải sản phẩm nào cũng có discount. Nhưng mà các bạn gắn vào thì cũng được, nhưng mà thường cái discount người ta tách riêng ra, tại vì nói đến discount thì nó liên quan đến nhiều thứ, có thể liên quan đến sản phẩm, có thể liên quan đến gói sản phẩm, có thể liên quan đến đợt người ta discount, thành ra là cái discount cô không nhắc tới nhá, cô chỉ nhắc tới cái sản phẩm thôi. Vậy thì nhìn trên cái sản phẩm này các bạn sẽ thấy là có ba cái thuộc tính mà các bạn nhìn thấy và có một cái ID nữa nếu các bạn đặt, tại vì thường các object nó không trùng nhau, thành ra để cái ID để khỏi trùng. Đó. Thì để mà đổ dữ liệu các bạn có những cái sản phẩm này ở trên trang HTML của các bạn ấy thì ở đâu đó các bạn phải có một cái dữ liệu và các bạn đang học cái môn cơ sở dữ liệu đang lưu trữ đó các bạn. Thì mỗi cái bảng như vậy thì nó sẽ lưu trữ một cái loại, một cái object đối tượng nào đó, ví dụ là bảng sản phẩm thì sẽ có các cột. Cái bảng đấy sẽ có các cột là cột ID là khóa chính, rồi hình sản phẩm, tên sản phẩm, giá sản phẩm, rồi thậm chí là mô tả khi các bạn click chuột vào. Đấy, phải click chuột vào tiếp nha. Đấy. Thì khi đó các bạn sẽ có là mô tả của sản phẩm. Đấy, kiểu như thế. Và không phải là một hình mà là có rất nhiều cái hình. Đấy. Không phải một hình mà nó có nhiều cái hình. Thú vị chưa? Nhưng mà cô chưa nhắc đến nhiều hình vội, cô mới chỉ nhắc đến một cái hình thôi. Đấy, các bạn thấy không ạ? Vậy là phải lưu trữ được, phải là lưu trữ được là một là gì đấy ạ? Một là các bạn phải có là tên sản phẩm, hình, tên sản phẩm, hình, giá, đúng không? Tên sản phẩm, cái hình, cái giá sản phẩm, cái discount thì tạm thời các bạn bỏ qua đi ha. Mình nói sau, làm được nhưng mà từ từ. Rồi, có thể là có số lượng. Số lượng này là số lượng để add vào cạp. Nhưng mà nó có cái trạng thái là có available không, trong trong kho còn không. Đấy. Có available in stock không, có tồn tại có trong kho hay không, ví dụ thế. Thì thường thì nó là nếu như mà có số lượng thì nó sẽ có tồn tại. Đấy, tùy. Thì mình làm đơn giản thôi. Trước mắt là cô sẽ cho các bạn lên làm đơn giản thôi. Vậy là các bạn sẽ có một cái đối tượng. Thì các bạn sẽ có là các thuộc tính của đối tượng đó và các cái hành động, cái phương thức với đối tượng. Ok không ạ? Rồi,
Bây giờ các bạn đã học môn Java rồi, nhắc đến cái lập trình hướng đối tượng rồi. Thì bây giờ cô sẽ nhắc đến cái hướng đối tượng, cái đối tượng ở trong JavaScript nha. Bây giờ trước khi cô làm cái bài này, ra được các cái sản phẩm này, thì cô phải giảng cái kiến thức cơ bản về object trước cho các bạn đã. Thì cô tạo một cái file ngoài ngoài này nè, cô demo, đúng không ạ? Object demo .html. Đấy. Ở đây cô để một cái script. Đây. Cô gõ đây luôn, cô khỏi tách cái script ra nhé. Để cô gõ đây luôn. Rồi. Cô run anh này. Chạy anh này. Thu nhỏ lại xíu nha. Đây. Rồi. F12 nha. F12 để cô. F12. Đâu nhỉ? F12 function. Rồi. Sao nó chậm dữ vậy ta? Rồi ok. Thu anh này xuống đây. Rồi. À, bây giờ cô giới thiệu một chút về object này các bạn. Thì object là đối tượng, nó là một cái thực thể có thực trong cuộc sống, ví dụ như là cái bàn, cái ghế, đúng không? Cái cây, hay con người, sinh viên, đó, rồi giảng viên, môn học, lớp học, vân vân. Tất cả này đều gọi là đối tượng. Được chưa? Tất cả này là đối tượng. Được chưa? Thì đối tượng nó bao gồm thuộc tính và phương thức. Đối tượng thì bao gồm thuộc tính và phương thức. Rồi. Ok. Bây giờ cô xác định cái đối tượng các bạn nhé. Ví dụ như là cô có một đối tượng là thôi tôi lấy sinh viên luôn đi nhé. Sinh viên thì tôi tạo ví dụ như là bạn Đức Mạnh đi ha. Bạn Đức Mạnh thực ra là bạn Mạnh là một đối tượng. Bạn Duy là một đối tượng. Để cho một object. Bạn Mạnh là một object. Đây. Và bạn Duy và bạn Mạnh thì là hai object này giống nhau ở cái thuộc tính. Có nghĩa là có mã sinh viên, có tên sinh viên, rồi học lớp nào, vân vân. Đấy. Thì khi các bạn có các cái đối tượng mà có chung cái thuộc tính này thì tôi lập ra một cái class. Tôi lấy ví dụ như cái laptop. Thì các bạn mua một cái laptop máy HP, nó cũng là một đối tượng. Máy của cô là một đối tượng, máy của bạn Mạnh là một đối tượng máy tính, và nó khác nhau cái hãng, cái đời, cái ấy thôi, chứ còn nó vẫn chung thuộc tính với nhau. Nó cùng chung dòng là laptop, thì cô sẽ lập nó thành một cái class. Nhưng khi các bạn có một cái laptop cụ thể thì đó phải là đối tượng. Ví dụ cô nhắc đến bạn Đức Mạnh là nhắc đến một người cụ thể luôn, thì cô gọi bạn Đức Mạnh là một đối tượng chứ không phải là lớp nha các bạn, không phải class. Class là cái chung chung. Đấy, class là một cái chung chung. Còn đối tượng là một cái gì đó rất là cụ thể và rõ ràng, ví dụ như là tôi đang có một bạn Mạnh hiện hữu. Bạn Mạnh có chiều cao, có cân nặng, có tóc tai, học lớp nào đó, có mã số sinh viên. Tôi nhắc đến bạn Duy là một cái bạn rất là cụ thể. Đó. Và lưu ý là hai đối tượng thì phải phân biệt với nhau được, chứ không có hai đối tượng trùng nhau. Nếu hai đối tượng cùng tên, thậm chí cùng ngày sinh thì phải có cái mã để phân biệt hai đối tượng đó. Đó. Các bạn phải nhớ cho cô nhé, đã nhắc đến từ object là phải cụ thể, còn nhắc đến class là một cái mẫu chung chung thôi, dành cho những đối tượng có thuộc tính giống nhau.
mình hay có là class sinh viên, class sản phẩm, class gì đó thì đấy là class. Còn khi nói là một sinh viên có tên, có mã sinh viên là PS001 tên là Nguyễn Đức Mạnh đó, thì là một cái object rồi, không còn là class nữa. Ok chưa? Rồi, nói đến khái niệm là nhức đầu, giống như học cơ sở dữ liệu. Đúng không? Bây giờ cụ thể này. Trong JavaScript có những cách khởi tạo cái object như thế nào? Ví dụ, cô khởi tạo một object, cách thứ nhất là Đức Mạnh bằng new object. Thì khi này bạn Mạnh là một cái này, cái biến này nè. Thì biến này có kiểu là object. Biến này có kiểu là object. Đó. Các bạn có thể coi là alert cái console log kia, log log ra cái type đúng không? Cái loại type của cái Đức Mạnh đi ha. Cái gì á? Đấy. Thì các bạn thấy là nó là kiểu object này các bạn. Nếu các bạn để đấy là số 5 thì nó sẽ là kiểu number. Ok chưa? Rồi. À bây giờ cô sẽ đã là object rồi thì bây giờ cô truyền thuộc tính cho nó thôi. Đức chấm mã sinh viên sẽ gắn bằng ví dụ như là PS đó 0001. Ok. Rồi Đức Mạnh chấm tên sinh viên sẽ gắn bằng là Nguyễn Đức Mạnh như thế. Rồi có thể là học lớp gì nữa, cô lấy hai thuộc tính thôi cho vui thôi, về điểm rồi. Ok, vậy là cô được gán được hai thuộc tính cho cái đối tượng là Đức Mạnh rồi. Vậy bây giờ cô có thể lấy nó ra bằng cách là cô xuất ra màn hình bình thường thôi. Lock lại mã hai chấm cộng Đức Mạnh chấm mã. Ok. Đó, lock ra mã PS001. Ok chưa? PS001. Rồi. Ok, vậy bây giờ đó là thuộc tính. Vậy hai anh này được gọi là thuộc tính của cái đối tượng này. Ok. Vậy bây giờ phương thức thì sao? Phương thức thì tôi gán trực tiếp vào đây luôn. Tôi viết một cái hàm, viết vào hàm xuất thông tin. Tôi viết một cái hàm xuất thông tin. Thì tôi có là tên object chấm xuất gán bằng function đó, rồi lock ra thôi. Nhưng mà khi lock ra thì tôi không lấy Đức Mạnh chấm mã sinh viên, nếu mà tôi lấy chấm đít đít chấm này, tại vì tôi đang ở trong cái đối tượng là Đức Mạnh rồi thì tôi không cần phải ghi là Đức Mạnh chấm mã nữa, mà tôi ghi là đít chấm nha các bạn. Đít là chính nó đấy, đít chấm tên. Đấy, cái này là tên. Rồi, vậy thì cái hàm xuất này các bạn nó là định nghĩa thôi, nó chưa thực hiện. Vậy muốn thực hiện các bạn chỉ cần gọi là lấy cái tên object đó, các bạn chấm xuất là xong. Gọi nó phải call nó thì nó xuất ra là mã và tên. Ok chưa ạ? Thì đây là cách mà các bạn tạo object trước đây. Và cách này mỗi lần chỉ tạo được một object thôi nha các bạn. Mỗi lần chỉ tạo được một object. Ok chưa? Chứ không lẽ mỗi lần bây giờ mình mỗi lần cần dùng mình cần tạo nên lại tạo một object thì kỳ quá. Sinh viên thì có nhiều sinh viên, không thể có một sinh viên, không lẽ cứ đến Mạnh là tạo Mạnh, đến Đức tạo Duy, đến tạo Duy lại đúng không, đến Sang thì tạo Sang thì kỳ quá đúng không. Vậy thì nó rất là mất thời gian mất công. Vậy thì có một cách tiếp theo, cách thứ hai đó là cô dùng một cái là hàm mẫu nha. Hàm mẫu này thì nó gần như là cái constructor ở trong Java vậy đó, nhưng mà không phải là constructor
À, lần trước có một bạn nói với cô là con trắc tờ, thực ra là bạn nghe cũng nghe một ai đó giảng và người đó cũng nói cái kiểu là giống, thì bạn lại bị nhầm tưởng nó là con trắc tờ nhưng không phải, không phải hàm dựng nhá, nó là một cái hàm mẫu thôi. Rồi cách thứ hai để tạo tạo anh này, đây là cách một đúng không? Đây cách hai nè, các bạn tạo một cái hàm mẫu, ví dụ tôi sẽ cô sẽ tạo một cái hàm mẫu là sinh viên. À, function sinh viên, ok đấy. Và nếu như thuộc tính có hai cái thì tôi truyền vào hai cái mà sinh viên phải tên sinh viên. Rồi và tôi lấy đít chấm mã sinh viên bằng mã sinh viên, rồi đít chấm tên, các bạn sẽ thấy là nó gần giống như là đó, gần giống như là cái con trắc tờ trong Java nhưng nó không phải. Rồi bây giờ để tạo object thì cô dùng toán từ new để cô tạo, và cái này là duy bằng new sinh viên, và cô truyền vào là ví dụ PS 0002 phẩy đấy, Thanh Duy chẳng hạn. Đó là cô vừa mới tạo được một cái đối tượng là Thanh Duy đúng không ạ? Vậy bây giờ cô có thể tạo thêm một các đối tượng khác bằng cách là cô truyền các cái đối số khác nhau, các đối số này khác nhau cô sẽ truyền vào được. Đó, vậy là khi có một cái mẫu thì các bạn có thể tạo được nhiều cái đối tượng dựa trên cái mẫu này, được chưa ạ? Rồi có một bạn nào chat gì nào? À, cái thuộc tính thì không bắt buộc phải truyền, nếu như không truyền thì sao? Giả sử bạn hỏi câu rất là hay nhé, bạn nào ấy nhỉ, bạn lại Đức Mạnh nữa à? Rồi thì nếu như không truyền thì sao? À, không truyền thì chỗ này tôi sẽ cô sẽ để là dấu nháy hoặc cái gì đó, cô để bất cứ cái gì để cô gán trước cho nó thôi. Rồi và đây đương nhiên nó sẽ không truyền, ở đây là không truyền được luôn, được chưa? Và bây giờ muốn gán thì sao? Cô lấy duy chấm mã sinh viên sẽ gán bằng PS 0002, cô gán ở đây thôi, duy chấm tên sinh viên gán bằng Thanh Duy. Đó đấy, các bạn dùng cách nào cũng được, ok đấy, thì các bạn gán thôi, nhưng mà object thì vẫn được tạo từ cái mẫu này, và vẫn mã và cái mã và cái tên này phải giống nhau, mã và cái tên này giống nhau, ok chưa? Được chưa? Rồi ổn không? Thành từ từ Thành ơi, bình tĩnh nha Thành. Ok, Thành cứ bình tĩnh nha. Rồi, ok. Rồi hàm thì sao? Cô làm cái hàm suất. À, cũng tương tự anh này, cô để vào đây. Đít chấm suất gán, không có dấu móc tròn nha, bằng function. Đó, ok, trong này viết gì là việc của mình nhé. Đây, ok, rồi. Và đây gọi thì các bạn có duy chấm xuất thông tin thôi. Ok, đấy, Thanh Duy, ok chưa? Được chưa? Rồi, các bạn có thể tạo được mảng dễ dàng, mảng các object dễ dàng bằng cách là gì đây ạ? Cô tạo một cái mảng bình thường thôi đấy nhá. Đây, và array gán bằng mảng, ok, cô khai bỏ một cái mảng, xong đấy cô có thể gán, cô gán cái này cho nó dễ nha. Rồi ok, rồi cô có thể for, dùng vùng là for
Khi mà mảng rỗng thì không dùng được for ở for x nha các bạn, tại vì phẳng mảng nó rỗng rồi, dùng for x nó vô nghĩa. Đại for y bằng let y gán bằng 0 y nhỏ hơn 5 đi ha. 3 đi, cô để 3 phần tử đi. Y cộng cộng. Rồi cô nhập từng phần tử vào nhá. Và OBG gán bằng new sinh viên đúng không? Xong đấy là OBG chấm mã sẽ tôi nhập vào từ ngoài vào prompt đúng không? Rồi OBG chấm tên cô nhập luôn prompt luôn cho các bạn để các bạn nhận lấy nha. Đó. Rồi sau đấy cô put vào cái mảng array.push. Cô put cái OBG này vào mảng thôi. Là xong. Đó, vậy mảng của cô đang chạy là đến 3 phần tử. Rồi. Ra khỏi mảng này các bạn có thể lock nó ra. Lock nó ra. Hoặc là chấm xuất for để chấm xuất. Bây giờ dùng for x được nè. For x được nè. Đó. Đấy, item. Đó, item chấm xuất luôn. Item chấm xuất luôn. Đây, hay chưa? Rồi chạy nha. Đây, PS 1234. Rồi, cái này là sang sang. Rồi, PS 1234. Rồi, duy duy. Được chưa? Rồi, PS 1234. Thành thành. Đấy. Ok. Rồi nó lỗi. Array is not defined. À, cô chưa đổi. Sorry mọi người, cô chưa đổi. Cô phải để cái này. Mất công nhập từ nãy giờ. Sorry, chưa đổi cái này. Chạy lại. Chạy lại xíu nha. Trời ơi trời, nó lập quá trời. Tắt đi chạy lại nhé. Tắt đi chạy lại nè. Rồi. Cô chạy nè. PS 1111. Cái này là nhập cái gì ta? Hoàng Sang. PS 2222. Thanh Duy. PS 3333. Cái gì ạ? Thành. Thành. Rồi, ok. Rồi lock F mấy ạ? F12 lock cái cày. Đó. Có đúng là ra đúng không ạ? 11 là sang sang, thanh duy, thành thành đúng chưa ạ? Có nghĩa là các bạn có thể tạo được mảng các cái object dựa trên cái mẫu này nó dễ dàng hơn. Trong khi anh này là mỗi lần các bạn tạo một cái thôi. Còn anh này là có thể tạo được một cái, có thể tạo được nhiều object dựa trên cái mẫu này. Ok không ạ? Nhiều object dựa trên cái mẫu này. Rồi. Đó là cách thứ hai. Ok. Rồi, mình đi cách thứ ba. Cách thứ ba nha. Đây, cách ba. Cô ơi, cô cho em hỏi lại cái AR for x nè. Em Sao? dạ cô giảng lại khúc đấy cho em được không? Cái AR for x nè. Cái item là mình dùng để trích xuất trong cái mảng không cô? À đúng rồi. Thì cái for x là cái item này nè, nó là một cái đối số. Và đối số này nó duyệt từng phân tử của mảng array nhá. Và cái này em đặt cái gì cũng được, đặt y cũng được, đặt item cũng được, nó là đối số nằm trong cái hàm này nè. Được chưa? Ok. Rồi rồi em hiểu rồi. Cái hàm này được gọi là callback function đó, tức là một cái hàm mà được đặt trong đối số của một hàm khác. Đây, viết mà rời ra nó sẽ là như này đây em. Ok chưa? Cái for x nó là một hàm. Nhìn vì sao biết nó một hàm? Bởi vì cái dấu mốc tròn này nè, thấy chưa? Ok. Rồi, trong cái hàm này nó lại chứa một cái hàm khác. Đây,
nó chứa một cái hàm khác. Cái hàm này là có đối số đây, cái hàm này là arrow function. Em có thể viết lại bằng cách là viết kiểu function đây được luôn nhé. Item viết được luôn. Rồi xóa cái này đi. Đấy, viết được như này luôn. Hiểu không ạ? Còn cách viết khi nãy là arrow function là một cái cách viết khác thôi. Ok. Được chưa? Rồi, Đó. nó lại chạy nữa rồi. Đó. Ok, gõ cho vui rồi. Ok. Rồi. Và item này các bạn đặt cái gì cũng được, có thể đặt item, có thể đặt là cái gì đó cũng được nhé. Đó, y hay là element hay là l hay vậy gì cũng được. Ok. Nó bí gì á. Rồi. Tiếp. Em không dùng for x thì em dùng for or hoặc dùng for bình thường cũng được nha em. Ok. Rồi cách 3 này, để khai bỏ object này các bạn. Cách 3 để khai bỏ object nào. Là mình dùng cái toán từ dấu móc nhọn. Cái dấu gọi là cái dấu móc nhọn. Đây. Ví dụ như cái cách 3 này thì nó gần giống với cách thứ nhất. Mỗi lần chỉ tạo được một object thôi. Và cô tạo một object là ví dụ như là cái xe hơi đi ha. Xe hơi. Đấy, xe hơi gì đó bằng. Đấy, dùng cái toán từ dấu móc nhọn đấy các bạn à. Ok. Ví dụ như là mã xe hơi. Đó, là VH001 gì đó. Tên xe hơi. Tên hai chấm là Toyota đời gì đó. Đúng ạ, hãng. Như vậy, hãng hai chấm rồi đặt là Toyota. Nhớ đó, vậy với ví dụ như thế. Thì cách làm như này, cách viết như này thì người ta gọi là dùng cái toán từ object literal. Object literal. Ok không? Là cái gì mới móc nhọn và trong đấy nó sẽ chứa một cặp key và value. Đây được gọi là một cặp key và value. Cái mã này là key, còn cái này là cái value của cái key đó. Value có thể là bất cứ cái gì. Có thể là một số, có thể là boolean, có thể là function, có thể là mảng, có thể là một object khác, thoải mái. Object là bất cứ cái gì. Cô comment cái này lại, không tí nữa nó hỏi nhá. Comment đống này lại nào. Hiểu không ạ? Đấy, nó là bất cứ cái gì luôn. Thì mỗi lần các bạn chỉ tạo được một object thôi. Được chưa? Rồi. Các bạn vẫn có thể tạo hàm ở trong object như bình thường. Nhưng không ai làm vậy. Không ai làm vậy. À, làm nó kỳ lắm nha. Cô sẽ lý do nó kỳ. Đây. Xuất hai chấm function em làm cái gì đó, log ra cái gì đó. Ok. Được, nhưng mà không ai làm vậy nó kỳ cục. Ok chưa ạ? Đấy, xuất ra được luôn, gọi được, viết được cái hàm luôn. Xuất ra là đít chấm mã. Đấy, mã. Mã. Rồi cái này là tên. Đó, kiểu như thế, xuất ra được hết. Được chưa? Tuy nhiên không ai làm thế. Ok chưa? Rồi, lý do vì sao người ta không làm? Tại vì là mỗi lần các bạn mà chỉ làm được, các bạn chỉ tạo được một object, mà một object lại thêm cái function, và object này vô nghĩa. Function nó thực hiện một hành động gì đó và cho một cái lượng dữ liệu, chứ không thể là một một object được. Một object không không có ý nghĩa gì cả. Ok chưa? Không có ý nghĩa gì cả. Đấy. Và mục đích của cái cách thứ ba là để làm gì các bạn? Tại sao lại sinh ra cái cách thứ ba? Thì mục đích của cách thứ ba này nè
là người ta dùng để chứa dữ liệu, hay còn gọi là dùng để mô tả dữ liệu. Dùng để mô tả dữ liệu, dùng để chứa dữ liệu đó. Đó, cách này là hoàn toàn mục đích là chứa dữ liệu thôi. Được chưa ạ? À, mình xuất ra ba cái bằng cách ba mình dùng for à cô? À không. Cái này không. Cách ba thì không dùng for ở chỗ này nhé. Rồi. Nếu như xuất ra thì cô sẽ lấy là xe hơi chấm mã. Cô muốn lấy cái mã xe hơi thì cô lấy cũng như cách ở trên là xe hơi chấm mã. Rồi xe hơi chấm tên bình thường thôi nhé. Chấm tên bình thường. Cái này là đối tượng. Và mỗi cặp key value này là mỗi phần tử của đối tượng đó. Thì cô chạy lấy tên đối tượng, cô chấm key, lấy tên đối tượng chấm key là lấy được value thôi. Không dùng for ở đây nhé. Chưa? Ok. Rồi. Nhưng mà dữ liệu thì không thể nào một object được, mà nó sẽ là mảng nhiều object. Vậy khi cô tạo mảng nhiều cái xe hơi thì tôi sao tạo sao? Rồi, cô sẽ để là và constant, mảng thường dùng constant. Tôi dùng, các bạn dùng cho nó quen nha, constant. Array xe hơi. Xe hơi gán bằng. Mảng thì nó giới hạn bởi dấu móc vuông, mảng hôm qua có nói rồi nha. Giới hạn bởi dấu móc vuông. Và một object thì tôi để như thế này. Đó, đây là mảng một object, một phần tử. Mỗi phần tử là một object. Được chưa? Rồi, nếu object thứ hai thì sao? Cô copy thôi các bạn nhá. Copy anh này. Đổi tên nhá. Và cái này tôi để là ví dụ VH002. Tên là gì đó? BMW. BMW và đời của nó là hãng là BMW chẳng hạn. Đó. Và cái này duyệt thì mới dùng vòng lặp này. Tại vì đã mảng là dùng vòng lặp. Giống như bài trên này mình có mảng thì mảng muốn duyệt mảng thì dùng vòng lặp thôi. Ở đây cô dùng for x for gì cũng được. Đúng không? Cô dùng for x. Ở đây cô để array là cô để array xe hơi. Rồi. Ở đây element cô để item, tại vì item nó viết ngắn hơn một xíu. Đúng không? Element nó dài quá. Và cô duyệt nó thì cô làm gì đó, cô xuất nó ra. Các bạn có thể viết hàm xuất ở ngoài. Nhưng mà không nên viết hàm xuất trong này, nó kỳ lắm. Rồi, cô xuất ra màn hình là gì đấy ạ? Lock. Lock gì ạ? Lock là mã hai chấm. À, cô để cái dấu 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 backstick nha cho nó vui. Mã hai chấm đô la móc nhọn, cái backstick này học rồi nhá. Item chấm mã, rồi các bạn lại cách tiếp phẩy tên hai chấm đô la rồi móc nhọn item chấm tên, rồi muốn lấy hãng nữa, muốn lấy hãng nữa thì để hãng vào thôi. Rồi phẩy hãng sản xuất hai chấm đô la móc nhọn item chấm hãng là xong. Ok, rồi lốc nó ra đúng chưa? Có phải là mã cái này nó hiển thị theo được chưa? Hai phần tử, giờ thêm phần tử nữa thì nó hiển thị ba dòng. Đấy. Ok, hai dòng giống nhau này các bạn, hai dòng giống nhau, để số 2 này. Như các bạn để số 3 đi là nó hết giống rồi. Đấy, thằng này nó thông minh đấy. Đó. Nó được một dòng, hai dòng, ba dòng nhé. Rồi, các bạn lưu ý cho cô này. Vậy thì mục đích của cái cách khai báo object thứ ba là để lưu dữ liệu. Bản thân anh này là dữ liệu. Bản thân anh này là dữ liệu. Được chưa? Ok chưa? Đó. À, và cách này thì bây giờ đang dùng rất là nhiều. Còn hàm xử lý mình viết riêng ra. Không cần phải gán ở trong object. Mà gán cái hàm xử lý là tôi tách riêng ra luôn. Đấy, ok chưa? À, rất là thú vị.
Và cách này dùng rất là nhiều, và tí nữa cô sẽ demo cho bạn cách này để làm trên cái sản phẩm. Tí nữa sẽ làm luôn. Hay lắm, tí nữa cô sẽ làm luôn cho bạn coi nhá. Ok chưa? Rồi tiếp. Tiếp tiếp. Có cách thứ ba nữa, cách này thì không cần nói cũng được, nhưng mà cô nói sơ sơ cho các bạn coi thôi. Cách thứ tư. Cái này thì nó xương xương thôi nhé. Cách 4 là dùng cái class. Được, class sản phẩm. Rồi, móc nhọn. Cái này giống Java. Rồi nó cũng có constructor. Các bạn cũng có thể truyền mỗi cái này chỉ có một constructor, Java thì có nhiều constructor, anh này có một constructor thôi. Và các bạn muốn để sản phẩm. Các bạn muốn để sản phẩm là các bạn để gì đấy ạ? À, ví dụ là mã sản phẩm, tên sản phẩm, hình sản phẩm, giá sản phẩm, mô tả sản phẩm. Ok. Và các bạn cũng edit. Edit chấm mã bằng mã. Edit chấm tên bằng tên. Đó, edit chấm hình bằng hình. Rồi, edit chấm giá bằng giá. Kiểu như thế. Rồi đi chấm mô tả. Thì cái này không khác gì cái Java hết trơn. Thế. Đó. Rồi, nó cũng có getter setter, nó cũng viết được cái hàm. Viết hàm ở trong này thì không có chữ function, cô viết hàm xuất thì chỉ viết này thôi nha các bạn. Không có function ở đây, có function nó lỗi ngay. Trong cái class không viết được cái function vào trong. Ok chưa ạ? Thì đây cô vừa lướt qua một loạt các cái cách, bốn cách để các bạn làm việc với object. Và hiện tại thì cách này là cách mà các bạn làm quen nhất. Còn cách này thì cũ rồi. À, nhưng nó vẫn còn giá trị nha. À, còn cách này cũ vẫn còn giá trị nhưng ít dùng. Và class là cái bản S6 mới có cái class này. Và ở trước đây thì React Native dùng theo cái class component, sau này nó chuyển thành cái function component luôn rồi. Được chưa? Rồi. Ổn chưa? Tạm ngừng một xíu, nói nhiều quá. Rồi, bây giờ mình sẽ sang cái bài này. Ha ha ha. Sang index. Trong cái index này các bạn sẽ thấy rằng cô đổ dữ liệu ra cái này. Các bạn thấy nó có bốn bốn cái đồng chí này đúng không? Cô sẽ phải đổ dữ liệu ra đây. Ok chưa? Đấy. Rồi, các bạn để ý khi nãy cô làm object á, là các bạn thấy cô làm object demo này, là đấy các bạn thấy cô lặp không? Cô để trong vòng lặp. Cô lặp. Mà khi cô lặp xong thì cứ dữ liệu mà hai dòng thì nó là ra hiển thị hai dòng, dữ liệu ba dòng hiển thị ba dòng. Thì tương tự như vậy, sản phẩm cũng vậy, một sản phẩm thì nó ra được một ô, hai sản phẩm ra hai ô, ba sản phẩm ra ba ô, cứ như thế. Ok không? Rồi, bây giờ này. Trong bốn ô này cô sẽ phải xóa một ba ô, còn lại một ô thôi. Xóa ba ô, còn lại một ô thôi, nhìn nhá. À, mình sẽ vào index. Đang không biết ba ô nào đây. Sản phẩm. À, cái này product card item. Cái này là không phải. Rồi, cái dưới này. Đúng chưa? Đâu nhỉ? Đây. Cô sẽ gọi cái product. Back nha, product. Đấy, hot product đúng không? Đấy, chữ hot nằm đây đây. Vậy là nó sẽ dùng sử dụng div nha các bạn nè. Div nha. Vậy thì mỗi cái div này là một sản phẩm nè. Đúng không? Con nếu nếu là bự nữa thì nó ra 6, còn không nó sẽ ra 3. 3 4 12 nó ra ô 4. Con 6. Con nhỏ nữa là 6 6 2 12 là nó sẽ responsive đó, hai cột hoặc ba cột đó. Đấy. Ok, và cô sẽ để
kệ nó, cô xóa bớt một này được chưa? Đấy, các bạn sẽ còn lại một đồng chí nữa thôi, một anh nữa thôi, đúng không? Rồi, cô gõ ở cốt ở ngay đây luôn cho các bạn nhìn nha, khỏi phải di chuyển đi lại nè. Vậy là sản phẩm của cô sẽ là cái díp này nè. Ok chưa? Các bạn đừng quan tâm mấy cái CD này, đừng quan tâm râu râu gì đó, học bút tráp các thứ, đừng quan tâm, nó là bút tráp đấy. Đừng quan tâm. Cô chỉ biết là à, mỗi cái này cô sẽ là một sản phẩm thôi. Ok chưa? Rồi. Các bạn nhìn nhé. Cô sẽ tổ chức dữ liệu này. JavaScript để đâu cũng được mà, cô để đây. Script cô để đây. Bây giờ cô tạo dữ liệu nhé. Cô tạo dữ liệu đủ để cô làm cái này thôi nha. Cô sẽ có hình, có tên và có gọi là gì đã, giá. Khoan khoan, cô Ctrl Z cái đống cái nãy đi. Cô cái đống cái nãy là dữ liệu đó, cô Ctrl Z cô comment nó lại đi. Nhá, chứ ai đời xóa hay chi ạ? Đúng không? Rồi, bây giờ các bạn nhìn nha, cô kéo này ra rồng rồng xí các bạn nhìn cho dễ nè. Vậy bây giờ trong cái script của cô nè. Đây, script của cô nè. Thì cô để cái dữ liệu nha các bạn. Đấy, cô mỗi cái sản phẩm như vậy cô gọi là một object. Vậy cô có nhiều sản phẩm thì cô để mảng các object. Rồi các bạn nhìn nha. Mảng các object nè. Và constant array bằng mảng nha. Các object, bây giờ object của cô chứa 3 cái thôi. Cô chứa 3 phần tử thôi. Cái 20% này kệ nó, tôi cô chưa quan tâm, cô chỉ quan tâm thứ nhất là cái hình. Đó, cái object của cô sẽ có là cái hình 2 chấm. Cô lấy cái đường dẫn hình. Cô lấy cái img này nè, cô lấy đúng cái đường dẫn hình này nhé các bạn. Ctrl C cô thả vào đây. Được chưa? Rồi phải cái tên sản phẩm nhé các bạn. Cái tên sản phẩm cũng để trong nháy, cô để iPhone này. Ủa sao cái áo mà là iPhone ta? Kỳ kỳ. Rồi giá là cái này, cô để là giá. Giá 2 chấm. Giá thì các bạn để trong ngoặc cũng được, nhưng mà có chữ đô la thì các bạn phải để trong ngoặc. Nháy, ok. Vậy là cô được một sản phẩm. Cô được một sản phẩm. Chưa? Đấy, giả sử có thêm một sản phẩm thứ hai, cô copy cái này thôi. Và cô thay cái anh này thôi các bạn. Đấy, cô khi nãy không xóa là có ý đồ nhá. Cô copy cái hình này, nó là một hình khác. Cô thả vào đây. Thực ra là đổi mỗi tên hình được rồi, đổi cái 01 thành 02 thôi. Dã man thật. iPhone, cái gì iPhone nữa nhỉ? iPhone hoài vậy ta? iPhone không đổi hả? Rồi giá nó đổi nè. 431 451 221 thì rồi đi. Rồi ok. Vậy cô sẽ có hai cái sản phẩm. Rồi bây giờ các bạn nhìn nhá, cô sẽ đổ sản phẩm này ra các bạn xem nào. Cô đổ nó ra tại vị trí này luôn. Thì có một cái hàm rất là hay của array, đó là hàm map. Cô không dùng for x, dùng for x cũng được nhưng cô không dùng for x mà cô dùng cái hàm map. Cái hàm map là nó biến một cái mảng thành một cái mảng khác. Số phần tử không đổi. Số phần tử không đổi. Nhưng nó chỉ thay đổi là từ cái mảng, từ cái này biến thành một cái khác thôi. Đấy. Thì bây giờ mảng của cô đang có hai phần tử, bây giờ hai phần tử này cô biến thành một, cũng hai phần tử khác hoàn toàn, thì cô dùng cái map. À, vậy là cô sẽ để là array, cô để map nha. Array.map nha. .map. Ok. Rồi, nó cũng là item. Rồi, cũng vậy. Cũng vậy. Ok, cách dùng không khác gì cái kia. Rồi, bây giờ này, có một cái thú vị mà cô dùng cái backstick. Backstick à, cái này cô return. Cái này là cô return. Và return là cái gì bây giờ? Rồi, return là cái gì? Thì ở đây các bạn để ý nè, cô sẽ phải return ra cái đống này. Nhưng các bạn để ý là nếu như đống này mà các bạn không dùng backstick á,
mà các bạn dùng cái dấu nháy đơn hoặc nháy kép ấy, thì các bạn phải còng chuỗi đuối luôn. Bây giờ các bạn đưa cái backstitch vào, các bạn chỉ cần cắt cái này, các bạn thả vào đây. Ok, táp nó vào cái, táp táp táp, để cái dấu backstitch ở đây, đóng đóng là xong. Tức là các bạn đã return một cái chuỗi rồi. Ok, rồi bây giờ cái chuỗi đấy, cái hình có để cái gì, cái hình nha. Theo cô thì mình sẽ không lưu cả đường dẫn hình mà cô chỉ lưu tên hình thôi, thì đường dẫn hình cô xóa bớt đi nha. À thôi kệ đi, lưu cả đường dẫn cũng được. Thì các bạn thấy nhá, nhìn nè, nếu cô chỉ xuất ra cái chuỗi này thì nó giống nhau, để ý nha, cô chạy lại các bạn nè. Ê, sao nó ra nhiều thế? Đâu rồi? Ủa? Hot product mất rồi. Khoan khoan. Array.mark item. Ê, khoan, return anh này. Return anh này. Khoan nha, cái map nó xuất ra một mảng. Từng này phần tử, từ từ nha. Thì cái map nó xuất ra từng này phần tử. Thì nó return ra anh này. Return ra anh này đúng rồi mà ta. Khoan, return ra anh này. Từ 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 từ. Return anh này trả về anh này. Và anh này thì gán như cái gì? Document.write à? Document.write à? Return. Ủa sao kỳ ta? Từ từ nha. Dùng map thì nó return ra anh này rồi. Nó sẽ ra một mảng. Ủa không lẽ tôi phải duyệt lại cái mảng này tôi show ra hả? Map array.map là nó xuất ra một mảng mới thay cái mảng này. Rồi ai nói gì nè? À một 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 cái gọi là một cái con một cái tham số thì không cần giống đóng mở ngoặc nha em. Cái này nó không lỗi nha, cái này không lỗi mà nhưng mà nó chưa show ra thôi. Nó chưa show ra bởi vì do cách dùng chưa đúng thôi, từ từ nha. F12 cái này đi. Cái đâu là văng lỗi hay sao? Cái đống này nó dễ gây ra lỗi lắm. À, bây giờ nó có map rồi. Đúng không? Map rồi thì làm sao show được cái map? Không phải lỗi này à, không phải lỗi nha các bạn, không cái lỗi này không phải lỗi của mình. Rồi làm sao show được cái map ta, cái dấu mũi tên đó hả, là cái arrow function. Ủa đồng chí nào hỏi vậy ta, Thái Quốc hả? Nó là một cái arrow function. Em coi lại cái video hôm qua, cái video hôm qua cô có nói đến cái arrow function nha Quốc ơi. Hôm qua cô còn nhắc đến cái video cái arrow function nha. Rồi mình quay lại cái này đi. À cái map array.map tại sao không ra ta? Không ra là bởi vì sao? Không ra được bởi vì là return, tôi return rồi. Cái hàm nó ra được một cái mảng mới. Nó ra một cái mảng mới, nó trả về cái mảng mới. Bây giờ lại hôm nay lại xuất lại cái mảng mới này ra màn hình à, kỳ quá. Đúng không? Ồ, vậy thì nó kỳ. Khoan. Constant. New array bằng rồi, không lẽ xuất lại cái mảng mới này nó thích kỳ. Đúng không? Xuất lại cái mảng mới này cái kỳ. Thì tôi dùng for x cho nó nhanh. Map chỗ này dùng sao nhỉ? Từ từ cái map.
cái map new array chấm for x rồi item. Cái này thì kỳ quá, document chấm write cái item ra thôi. À nhưng mà cái này thì hơi kỳ, cái này thì hơi kỳ nhá. Cái này thì được, nhưng mà cô muốn đang muốn dùng ở ngay tại cái map này cơ. Còn nếu không thì có bản document chấm write này luôn, dùng for x cái này chấm write luôn nó khỏe. Rồi nếu không thì các bạn document chấm write cái này cho nó khỏe này, array chấm for x luôn, for x luôn, array chấm for x luôn khỏi return, thay vì return thì document chấm write luôn nó cũng ra nữa. Cô đang muốn dùng cái map cơ, đấy nó vẫn ra này. Đấy thì các bạn thấy là nó ra hai cái này nó giống nhau, bởi vì là cái dữ liệu đấy tôi chưa đổi. Bây giờ cô đổi nha, khi nó duyệt item thứ nhất thì nó phải lấy hình thứ nhất, lấy tên thứ nhất và lấy giá thứ nhất. Vậy thì tôi duyệt item thứ nhất, tôi sẽ để đổi cái đường dẫn này nè, đổi đường dẫn này bằng cách là dùng cái đô la, cái này là item chấm hình. Xong các bạn coi cái đổi hình nhá nha, hình đổi chưa ạ, hình đổi rồi. Có nghĩa là khi tôi duyệt được cái project thứ nhất thì nó hình hình thứ nhất, duyệt cái object thứ hai thì nó lấy hình thứ hai. Rồi tương tự các bạn đổi cho cô cái tên, cái tên cũng đô la luôn, cái này là item, item chấm tên. Xong rồi cái này ví dụ các bạn để là Samsung gì đó ha, Samsung chấm 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 để đại đi. Thì ở dưới là Samsung, ở bên này là iPhone, ở bên này Samsung. Ok. Rồi, và một cái nữa là cái giá cũng đổi luôn. Cái giá cũng đổi luôn, đô la. Đó. Item chấm giá, thế thôi các bạn nhé, quá dễ luôn. Và đây là tôi đổi dữ liệu ra 200 400 200. Rồi bây giờ cô thêm một cái dòng dữ liệu nữa thì cô chỉ cần copy anh này thôi. Thả vào đây. Cô đổi cái đường dẫn, cái product 2, bây giờ đổi thêm cái product 3. Product 3. Đó, rồi đổi product 4 thôi. 4. Ok. Rồi, các bạn thấy là có bốn cái hình khác nhau nè. Đó. Rồi, và tất cả những cái gì lằng nhằng dưới này xóa được hết luôn. Rồi, các bạn thấy code nó ngắn hơn nhiều lắm. Rồi cái quan trọng nhất là gì ạ? Quan trọng nhất là cái, quan trọng nhất là cái này ạ. Cái dữ liệu này nè, sau này các bạn sẽ lấy từ cái SQL Server, cái các bạn đang học ấy, lấy xuống. Các bạn sẽ dữ liệu này, bây giờ mình học JavaScript thì mình để ở đây, nhưng mà sau này các bạn học tới các cái môn sau á, thì các bạn kết nối với database và dữ liệu sẽ là chính là lấy từ cái môn cơ sở dữ liệu của bạn đó. Đó, lấy dữ liệu từ trên đó xuống chứ không phải là dữ liệu phích cứng ở đây đâu. Dữ liệu cô đang gõ ở đây thì được gọi là dữ liệu phích cứng. Nó phích rồi. Muốn thay đổi dữ liệu tôi phải vào code để tôi thay. Còn sau này các bạn đổi trên database đổi dữ liệu thì ở dưới này cập nhật theo. Đó. Thì đó là một cái demo xương xương về cái object như các bạn và đổi dữ liệu ra, cái sản phẩm ra. Đấy, bạn nào mà làm được đến đây là ngon rồi nè. À, dừng tí nha. Thực ra thì thế này, các bạn phải hiểu như thế này. À, mỗi sản phẩm như vậy nó là một object. Mỗi sản phẩm như này là một object. Cho nên các bạn phải tổ chức nó ở dạng object. Và nó gồm các thuộc tính và phương thức. Bây giờ mình chỉ quan tâm thuộc tính thôi. Bởi vì là trước mắt là mình quan tâm thuộc tính bởi vì nó liên quan đến dữ liệu. Đúng không ạ? Thì các bạn thấy là bốn cái sản phẩm này thì có bốn cái thuộc tính, các cái đặc điểm nó khác nhau. Ví dụ như hình thì cũng hình cái value khác nhau. Đúng không ạ? Rồi các thứ nó khác nhau. Ok. Thì bây giờ mình sẽ tạo dữ liệu của bốn cái anh này. Thay vì mình phải viết cái code HTML, bốn cái đoạn code HTML khác nhau, truyền cứng bốn cái khác nhau như cũ, thì bây giờ
mình sẽ tạo dữ liệu cho bốn anh này và mình gọi nó ra một lần thôi. Đấy, vậy là cô sẽ tạo mỗi cái này này, cô sẽ tạo một object, một cái sản phẩm này cô tạo một object. Vậy tương ứng với cái sản phẩm thứ nhất thì cô tạo object thứ nhất, object thứ hai, object thứ ba, object thứ tư. Có bốn sản phẩm thì cô tạo bốn object, đúng không ạ? Rồi, và bốn object này cô đặt vô mảng, để vô mảng. Và cái mảng này nè, các bạn có thể gọi nó là cái data, cái dữ liệu nhé, cái dữ liệu. Và bây giờ nó là mảng, đơn giản thôi, là mảng. Thì để lấy ra thì cô phải duyệt cái mảng để lấy dữ liệu ra. Còn cô tận dụng lại cái HTML và CSS của cái thằng cũ. Có nghĩa là mỗi cái cục này là tôi đang hiển thị một cái sản phẩm. Và các sản phẩm chỉ khác nhau mấy cái giá trị này thôi, còn lại giống nhau hết. Thì cô đang tận dụng cái này, cô copy cái anh này, cô dùng. Thì bởi vì là cái này là hiển thị một sản phẩm, thì hiển thị bốn sản phẩm thì tôi để trong vòng lặp thôi các bạn nhé. Tôi write nó ra thôi, tôi để trong vòng lặp. Vậy là mỗi lần lặp nó lại duyệt một sản phẩm, nó lại in ra cái này. Mỗi lần lặp duyệt một sản phẩm, nó lại in ra cái này, cứ như thế. Nên đơn giản là cái vòng lặp thôi chứ không có gì cả, hiểu không ạ? Và cái này là cô đang tận dụng cái CSS của cái gốc cũ, chứ tự nhiên đi viết lại chi cái người ta đang đẹp, đúng không? Đang đẹp, hiển thị đang ngon lành, viết lại chi vậy, đúng không ạ? Đấy, tôi đang copy lại cái đó. Và nó chỉ khác nhau mấy cái biến này thôi nha các bạn. Đấy, mà item chấm hình là gì? Item là duyệt từng phân tử, nghĩa là mỗi lần item là tôi duyệt từng dòng này. Thì muốn lấy từng cái giá trị của nó thì tôi chấm thôi. Đấy, lấy item chấm hình, item chấm tên, item chấm giá, xong rồi. Thế thôi nhé. Rồi, ai đặt câu hỏi gì không? Ok. Rồi, ok không? Rồi, cảm ơn anh Quốc. Hay quá hả? Ok. Thực ra cũng không hay đâu, trước giờ người ta vẫn làm vậy á. Ok không em? Đó. Sau này cái này thì lấy từ dữ liệu từ database xuống này, các bạn đang học môn cơ sở dữ liệu nó quan trọng đấy. Là vì thế đó. Ok.